Hello mọi người, hôm nay em sẽ tiếp tục chơi game sở thú cặp chính nha. Thì mình đã mở rộng được một cái khu đất riêng và có một cái con hải ở nhà đó, nó tới và nó đòi mình, nó sẽ đòi mình 6.000 mấy và nó sẽ cho mình, nó sẽ xây cho mình một cái bức tượng hình con sư tử. Mình đang kiếm tiền để cho nó xây giùm mình nè, không biết kiếm đâu ra tiền để xây cho nó nữa. Tại sao nó biến mất đó mà. Wow, hoàn thành cái nhiệm vụ. Ủa, 200 mấy cũng được mà. Gán được 7 cái được 10.000 mấy đi. Gán thêm 7 cái nữa. Bọc con nào. Ý nó bị văng ra. Bung bấm vô cái. Ở đây bấm vô nè, nó bị văng ra. Ok, vô ai nào. Nằm gấp rồi. Ok, giờ sẽ đi qua cái chỗ của người ta. Để coi coi có gì hay hay không. Hoặc có cái gì đó mình để mình kiếm tiền được. Tại vì vô nhà, mà vô nhà hack game nữa rồi. Ngoài vật cái 36 bọn. Sợ quá. Trời ơi sợ quá. Mỗi lần vô nhà một người hát game thấy xung rung rồi đó. Quỷ thần thiên địa ơi. Không biết chỗ nào mới. Ê. Trời ơi, chừng nào mới thoát được cái vụ mà vô nhà ngọt. Trời, sao mà ngô như nhà ngọt nhà qua vậy trời. Sao lúc nào mà cũng bị vô ổn nhạc có các bạn mấy người thú dữ không à. Ờ quên đó, mình mới được level 13 nha mọi người. Mình mới 13 à, mà quên cái level mà mình gặp mấy người quàng level 30 mấy luôn rồi, run xỉu luôn rồi. Vậy đó, tự nhiên cho tôi gặp mấy người 30 mấy run xỉu. Phải nói nha. Các cũng chưa có được level 20 muốn cho con coi gặp mấy cái level bạn khủng không. Trời đất ơi. Một đống. Trời đất ơi, nuôi sư tử rồi, nuôi cự. Ồ, có nuôi rắn đó kìa. Về nhà thôi. Ủa, mình nói về nhà mà. Cái về nhà. Hy vọng mà không gặp tiền. Tiền. Ê, chắc bào vô ổn rồi. Cái chỗ đó nó bị gì á. Ok, tiếp tục vô nè.
chỗ nào mới kiếm được nữa đây con. Ủa, mày ra bờ hả? Trời. Đâu mình phải coi cái này. Coi có cái nào mà. Ủa, được rồi hả? Ok. Được đi. Yeah, giờ mình phải cho một con trong kho ra mới đúng. Yeah. Chúc mừng vô kho. Ok, giờ thì tiếp tục đi nha. Kia được thêm một xíu tiền. Hay giọng mốt này mà nó bựng có mất nha, mất cái buồn mua. Đâu bóp này không được hòa. Nhím ngay ớt. Có mắc cười dữ. Thôi nhím mà nó ra với con ớt được không? Xin nghĩ. Cái không có chỗ cưỡng đại. Cho nó mẹ được 300 mấy cũng được. Ok à, ý là nâng cấp không, nâng cấp cũng tiền á, không nâng cấp ra. Mất cái này chắc là mất nhiều trong đây rồi. Cái nào cả cái nhập chưa chỉ cháu chỉ đường có một đợt xíu. Có gì thế chứ. Chết rồi, nó qua khúc rồi. Còn có 40 phút nữa nó mất đó. Suy nghĩ ăn đi. Suy nghĩ coi. Hấp pha vậy mà cũng được nữa ha. Ok, giờ phải suy nghĩ coi coi có gì xíu hôm qua. Cảm ơn mấy gì.
có cái mới nữa anh chị, cái đồ nít. Ngoài khu quầy còn mấy cái này ra còn khu quầy được thử cái nào không coi. Dè yeah, mỗi lần gặp được dè 10 đồng. Có 10 còn. Yếu hồng à. Yếu đỏ. Giờ phải làm sao đó ta? Chắc phải gán kiếm. Thôi. Thôi. Trong đây hiện tại đang có 3 giống loài khác nhau. Thì chỉ đúng có 2 thôi.